Cà phê á, này người ta bỏ mấy cái đống bã nè, mình hốt vô tụng mình xin nè, ở vậy nè, đó, đó bã cà phê là vậy nè, mấy người ta quậy xong mà, đống bã cái mình ồ vô. Cách xa cái gốc nha chút nha, đừng có vô sát cái gốc quá. Sao giờ mình lấy ba cái đất nè, mình ùa ba cái đất vườn của mình á, đất vườn của mình đó cũ nè, mình ùa mình lắp lên gốc dài rồi nó đủ sức nó nuôi nè. Có cây cà mà nó to vậy nè, nó đang đẻ nhánh quá chừng luôn nè, bồng cho nó ra trái này nè, quá chừng trái luôn. Một nè, hai trái bự nè, ba trái nè, trên đây nè, 4, 5, 6, trên đây 7, 8, 9, trên đây cũng quá chừng nhỏ luôn nè, 11, 12, 13, 14, 15. Thì thơ mình đếm không ngoài là cái cà này được 15 trái này nè. Ngày hôm thu nước đầu tiên là được 3 trái. Ở cái này ra 15, 16. Trong kia 2 trái nữa. Là 18 trái, đang có 18 trái trên cây nữa. Mà có một cái gốc, một cây này không à nha. Mà có cây cà tím này không à. Hôm thu được nước đầu tiên 3 trái. Thì xong lứa này mình đang đếm được 18 trái nè. Rồi xong cái lứa này là nó cái bông nó còn ra nè. Bông nhánh rồi nó cứ đẻ ra liên tục này nè. Rồi mấy lứa sau nó còn nhiều nữa. Càng ngày nó càng ra nhiều nữa. Tính như cà tím mà mình mà chăm sóc tốt á, rồi mình trồng trên cây hay cây rồi mình ăn nè. Cái này mình ăn sống, mình sắc ra mình chấm mắm nêm, hâm mắm vốt gì ăn cũng ngon nha. Không mấy mình nướng, ăn với thịt nướng, không mấy xào, ôm mỡ, cái nào cũng ngon hết. Trái nó thấy mê không? Trái nè, mấy trái bự này nướng, mấy trái nhỏ này nướng. Vậy chứ non xèo nha, chưa có trái nào mà già hết nha. Mấy trái này đang còn non hết á. Mấy trái này trái nhỏ nè. Ăn sống mà mấy trái này chấm mắm nêm thì ngọt lắm nè. Ngọt, nó mềm, ngọt. Mấy trái bự này ăn sống cũng được. Cũng nhiều dừa. Mình mà ăn, mình trồng nhà mình chăm sóc tốt 1-2 cây rồi mình ăn không hết luôn á. Rồi hổm nó ra có mấy trái cái đầu tiên, cái thứ hai ra nè, ra gần 20 trái rồi. Bắt đầu giờ mình hái mấy trái bự, cái mấy trái nhỏ nó cứ ra tiếp tục vậy đó. Tốt 1-2 cây vậy là mình có ăn rồi. Xin bã cà phê 2 giác thải hữu cơ vậy. Giờ mình đổ ngay gốc đó. Đổ xa nha chút. Từ đây cách ra 2 tấc. Cách ra 1 tấc mấy, 2 tấc gì, đừng để trúng cái gốc nó nóng. Xa ra cái bắt đầu. Nó mục ra, nó phân hủy ra. Cung cấp chất dinh dưỡng. Cây cà này tốt nó mới nuôi trái dữ gì. Nuôi trái tới mắt mê luôn. Trái nào nấy nó nướng. Thấy nè. Ủa bự nè. Vậy chứ non xèo à. Trong đây trái nữa nè. Bên đây 2-3 trái bự nữa. Bự còn nhỏ thì treo lủng tay lẳng quá chừng nè. Điều do không. Giờ Quy Déo mình chia sẻ chăm sóc cây cà tím mà cho nó nhiều trái nha. Mọi người cứ kiếm giác hữu cơ hay là vào ba cái cây bã cà phê người ta bỏ nè, mình xin về mới mình đổ ngay gốc đó, cách xa cho chút và nó tốt mà, và nó cho nhiều trái ha nha. Rồi mình cũng xin kết thúc Quy Déo nha. Mọi người thấy hữu ích nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người ở video tiếp theo.